Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đến hiện trường vụ cháy ở Hà Nội. Sáng ngày 24 tháng 5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp có mặt kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ cháy tại ngõ Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, làm nhiều người tử vong. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ những mất mát, đau thương, gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và đề nghị các cấp, các ngành khẩn trương khắc phục hậu quả, dành mọi ưu tiên cứu chữa người bị thương, động viên hỗ trợ kịp thời về vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn, sớm ổn định tình hình, bảo đảm cuộc sống cho người dân. Phó Thủ tướng yêu cầu nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, chính quyền địa phương các cấp, các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy, thường xuyên kiểm tra, ra soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, nhất là các chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thông tin trước Quốc hội về vụ cháy nhà trọ khiến 14 người chết. Sáng ngày 24 tháng 5, trước phiên làm việc của Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, làm chết 14 người. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thông tin trước Quốc hội, đầu giờ sáng nay, chúng ta rất đau buồn khi nhận được thông tin đêm qua đã xảy ra hỏa hoạn tại nhà số 1, ngách 43/98/31, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Số liệu ban đầu có 14 người thiệt mạng và một số người bị thương. Ngay trong sáng ngày 24 tháng 5, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đến hiện trường và đi thăm chia buồn với gia đình các nạn nhân, đồng thời đã thăm hỏi nạn nhân vụ cháy đang được điều trị tại bệnh viện. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Quốc hội đã đề nghị Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng các cơ quan có liên quan nhanh chóng chỉ đạo khắc phục hậu quả, dành mọi ưu tiên cứu chữa cho những người bị thương trong vụ cháy, kịp thời đưa gia đình người bị nạn sớm ổn định tình hình và bảo đảm cuộc sống. Đề nghị Chính phủ và các cơ quan hữu quan, các lực lượng chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trên cả nước, đồng thời hướng dẫn và tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để người dân nâng cao cảnh giác, ứng phó kịp thời, không để xảy ra cháy nổ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị. Trước đó, báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin lúc 0 giờ 40 phút ngày 24 tháng 5 năm 2024, Công an phường Trung Hòa nhận được thông tin báo cháy từ công dân. Vụ cháy xảy ra tại phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Qua tìm kiếm, sơ bộ các lực lượng phát hiện 14 người tử vong. Ngay khi nhận được thông tin, Công an thành phố Hà Nội đã điều động 50 cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội và Công an quận Cầu Giấy, lực lượng cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Trung Hòa đến hiện trường phối hợp các lực lượng và người dân địa phương tổ chức chữa cháy. Sáng cùng ngày, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Thông tin về vụ cháy nhà trọ khiến 14 người chết trong đêm. Liên quan đến vụ cháy nhà khiến nhiều người chết ở phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, sáng ngày 24 tháng 5, Công an Hà Nội đã có báo cáo nhanh thông tin vụ việc. Theo đó, lúc 0 giờ 40 phút ngày 24 tháng 5 năm 2024, Ủy ban Nhân dân phường, Công an phường Trung Hòa nhận được thông tin báo cháy từ công dân. Vụ cháy xảy ra tại địa chỉ số 1, ngõ 43/98/31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Sau khi nhận được thông tin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường chỉ đạo lực lượng công an phường, đội chữa cháy phường, đội dân phòng phòng cháy chữa cháy cơ sở lập tức có mặt tại địa điểm có cháy, sử dụng các phương tiện chữa cháy của điểm chữa cháy công cộng và các hộ gia đình xung quanh để xử lý đám cháy. Tại hiện trường lúc này, người dân xung quanh cùng chủ nhà đã phá cửa sổ tầng 2 để thoát ra ngoài 4 người.
Tổng số thành viên trong gia đình chủ nhà 7 người và có 17 người đăng ký thuê để ở trên tổng số 12 phòng cho thuê, 10 phòng cho thuê và 2 phòng chủ nhà ở. Thành viên gia đình đã tham gia lớp tuyên truyền tập huấn về phòng cháy và cứu nạn do Ủy ban Nhân dân phường tổ chức. Đến 0 giờ 52 phút, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2, phòng PC07 Hà Nội đã tiếp cận đầu ngách 43/98/31, phố Trung Kính để triển khai lực lượng phương tiện tiếp cận đến ngôi nhà xảy ra cháy. Tới 0 giờ 55 phút, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận hiện trường. Tại thời điểm này, đám cháy đã cháy rụi các phương tiện xe máy, xe đạp điện để tại khu vực sân. Phần khung thép, mái tôn che phần sân trước đã sập đổ. Đám cháy cháy lan và phát triển mạnh theo cả trục dọc, từ tầng 1 lên tầng 2, tầng 3 và theo trục ngang các gian phòng ở tại tầng 1. Đám cháy phát sinh rất nhiều khói, khí độc bao trùm toàn bộ tum mái, cầu thang bộ và hành lang các tầng nhà. Rạng sáng cùng ngày, các đơn vị tiếp tục triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan, đồng thời các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn. Các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến 1 giờ 26 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, sơ bộ các lực lượng phát hiện 14 người tử vong. Ngay khi nhận được thông tin, Công an thành phố Hà Nội đã điều động 50 cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố và Công an quận Cầu Giấy, lực lượng cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Trung Hòa đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy. Sáng cùng ngày, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Cháy nhà trọ ở Cầu Giấy, Hà Nội, nhiều người thương vong. Thông tin ban đầu vụ cháy xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 5 tại ngôi nhà trọ 5 tầng nằm trong ngõ 119 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, khiến nhiều người thương vong. Vào thời điểm trên, ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói đen bao trùm ngôi nhà, kèm nhiều tiếng nổ lớn. Đây là ngôi nhà cho thuê trọ gồm 5 tầng, mỗi tầng 2 phòng, tầng 1 kinh doanh và sửa chữa xe đạp điện. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động nhiều xe cứu hỏa cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, cứu nạn. Thông tin ban đầu, đây là ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ, cách mặt đường Trung Kính khoảng 200m. Cảnh sát phải kéo đường ống dẫn nước vào để dập lửa. Đến hơn 3 giờ sáng, nhiều thi thể bọc túi vải đặt trên cáng được lực lượng chức năng đưa ra ngoài. Số người thương vong chưa được thống kê cụ thể. Sáng sớm cùng ngày, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến chỉ đạo kiểm tra trực tiếp hiện trường vụ cháy. Theo một số người dân, ngôi nhà xảy ra vụ cháy, tầng 1 là chỗ sửa xe đạp điện, các tầng trên cho thuê trọ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.